Đấy nhá các bác nha. Vừa rồi các bác có thể thấy là cái dòng 13 này thì nghe rất phê luôn. Thì ở đây em có một con trống lẻ này của cái tông 13, nó con của nó cũng hơi đốm đốm đầu giống mẹ nó, giống bố nó. Đây. Em nó là ở cái lồng 13 này. Đấy. Nhìn sang bố luôn. Hơi đốm đầu thì con này bây giờ nó đang tập ăn này các bác nhé. Con này để cho anh em là 700k này, được 100% luôn, bảo hành đeo vòng cho anh em.